Thưa quý vị, đây là anh Dũng Taylor. Thì thưa, phải nói là cái kết quả ngày phiên tòa ngày hôm nay cũng khá bất ngờ cho giới truyền thông báo chí, vì họ nghĩ rằng là phiên tòa cứ kéo dài nữa, thậm chí là qua cái ngày 12 tháng 8 sắp tới thì cũng gặp lại nhau. Thì sao có nhận xét của anh, nhìn chung nó như thế nào thưa anh về phiên tòa này? Mới nay Dũng cũng có trả lời. Thứ nhất là Dũng muốn gửi lời đến chào khán thính giả, quý đồng hương của chúng ta. Từ ngày mà cái vụ án Minh Béo bắt đầu là coi như là gần 6 tháng, coi như là năm từ tháng 3, Dũng theo dõi một cái cơ duyên, Dũng đã theo dõi cái vụ này. Thì vấn đề lúc đó quý vị cũng biết là Minh Béo đáng lẽ là đúng ra là ngày 9 tháng 4 diễn cái show cho DD Entertainment. Và cũng vì cái lý do mà khi mà người tổ chức, người quản lý của Minh Béo báo cho Dũng biết là Minh Béo bị bắt, cho nên thành ra Dũng mới bước vào cái sự kiện để tìm hiểu cái sự kiện nó như thế nào. Thì sau đó thì Dũng mới thấy là đây là cái sự kiện mà nhiều người có thể học hỏi được. Tại vì chúng ta có rất nhiều con cháu đi du học, chúng ta cũng có rất nhiều người hiện giờ đi định cư hoặc là đi làm ăn, đi qua lại rất là nhiều. Việt Nam và Mỹ bây giờ không còn như xưa nữa. Và người Việt nhưng mà luật Mỹ thì đây là một cái đề tài mà ngàn năm trăm thở. Ai cũng muốn học, nhất là đối với lại đất nước Hoa Kỳ, luật pháp quá nhiều. Cho nên thành ra cái cuộc hành trình này suốt 5 tháng, Dũng nghĩ người Việt Nam trong nước gặp Dũng hỏi, họ cũng học hỏi rất nhiều. Và người tại bản xứ cũng học hỏi rất nhiều. Thì Dũng nghĩ là ngày hôm nay thì có một cái kết quả. Dũng nghĩ là đôi bên, phòng công tố viên cũng thỏa mãn với cái kết quả đó. Và theo những cái diễn biến xảy ra bên biện sư, thì Dũng thấy bà Mia Yamamoto cũng có vẻ là hài lòng. Coi như là đôi bên đã thương lượng được. Dũng chỉ muốn mượn cái diễn đàn này một phần nào khi Dũng nghe ông chánh án Derek Johnson cho phép báo chí quay hình và thâu băng, thì Dũng đã biết là đã có kết quả rồi. Tại vì trước đây thì ông không cho phép làm cái điều đó vì ông muốn một phần nào bảo vệ hình ảnh của bị cáo. Thì ngày hôm nay không còn là bị cáo nữa mà là người... không phải, mình nói chữ đó thì nó hơi nặng quá, coi như là bị cáo, không còn là bị cáo nữa mà là người bị kết án rồi. Đấy, đã bị kết án rồi. Thì khi mà ông Derek Johnson, ông nói là tôi cho phép quay hình, quay băng hết, là Dũng đã biết là đã có cái thương lượng. Thì khi mà phỏng vấn cả hai bên thì hai bên đều nói, bên văn phòng của công tố và bên biện sư họ cũng đều nói là bà Yamamoto cho tới giờ này bà vẫn chưa nói gì, bà rất giữ kín kẽ. Dũng đứng nói chuyện với bà mấy lần, coi như ăn hai cái hot dog chung với nhau. Mỗi lần sau phiên tòa là Dũng và bà Yamamoto đứng uống cà phê và ăn hot dog, nói trên trời dưới đất, nói về đời sống, nói gia đình, nói luật pháp vân vân. Bà rất hứng thú về cái gốc của Dũng, tại vì bà nói Dũng là người Việt mà có gốc người Mỹ da đen, người Phi Châu, và bạn bè của bà là người Mỹ Phi Châu rất nhiều. Bà chia sẻ với người Mỹ Phi Châu, bà cảm thấy là người Mỹ Phi Châu là những người mà đang cần được cái sự nâng đỡ cũng giống như bà. Tại vì bà là một cái người chuyển giới, bà cho rằng xã hội chưa có chấp nhận cái giới tính thứ ba như bà, cho nên bà đồng cảm và bà có những điều bà muốn chia sẻ với Dũng. Thì sắp tới Dũng và bà Yamamoto cũng có rất nhiều điều sẽ làm việc với nhau. Luôn cả cái vấn đề mà về bên luật pháp của cái PTT sắp tới. Cho nên Dũng nghĩ là đây là một cái cánh cửa nó mở ra rất nhiều thứ, và Dũng luôn luôn muốn học hỏi để đem những cái thông tin đó đến giúp cho đồng hương chúng ta tại hải ngoại, cũng giống như những người đang có nhu cầu làm ăn ở bên tại Mỹ. Thì diễn biến ngày hôm nay thì nói tóm tắt lại là khi mà Dũng là con nhà Phật, khi mà chánh án ông Derek Johnson đọc hai cái cáo trạng, thì bên phía Minh Béo đã nhận đọc 3, nhưng mà phía Minh Béo nhận 2. Thì Dũng đã lần cái sâu chuỗi của Dũng, tại vì Dũng là Phật tử, Dũng đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn. Tại vì Dũng biết mẹ của Minh Béo cũng lớn tuổi, và Dũng hy vọng là những ngày sắp tới sẽ giúp được cho mẹ của Minh Béo vững lòng, và Dũng cũng sẽ tiếp tục đọc kinh phù hộ để cho Minh Béo chân cứng đá mềm vượt qua được cái thời gian khó khăn này. Tới ngày 16 tới tháng 12 mới là ngày mà gọi là sentencing, là ngày mà ông tòa, ông chánh án, ông sẽ quyết định là xử phạt cái mức bao nhiêu. Hiện giờ nói là tối đa là 18 tháng tù. Có nghĩa là hai cái tội mà nhận cộng lại có thể rất là cao, 2-3 năm, nhưng mà vì hai bên thương lượng cho nên ở bên công tố họ đã đưa ra là mức là 18 tháng, và bên phía biện sư chấp nhận, và ông tòa, quan tòa cũng đã chấp nhận cái phần này là 18 tháng. Nhưng tới ngày mà quan tòa xử kêu án, kêu cái mức phạt
thì ông sẽ nói rằng tới lúc đó là Minh Béo đã ở tù được 9 tháng rồi, thì 9 tháng đó sẽ được trừ lại, thì còn ở lại 9 tháng nữa, mà nếu mà cái hạnh kiểm mình tốt ở trong tù thì mình sẽ được giảm nữa. Thì nếu mà không có gì thay đổi thì tới tháng 9 2017 thì Minh Béo sẽ mãn tù. Và lúc đó thì theo cái luật của sở di trú thì mình không phải là công dân ở đây, thì dĩ nhiên họ phải trục xuất mình về, ra khỏi nước. Thì đó là cái luật của sở di trú. Nhưng mà Dũng hy vọng là với một cái hạnh kiểm tốt của Minh Béo thì Dũng nghĩ là hy vọng là cái mức án 18 tháng nếu mà mình tốt thì họ sẽ được giảm lại nữa. Thì coi như là cái vận hạn của Minh Béo, người ta nói là cái gì nó xảy ra với mình nó đều có cái lý do hết. Thì coi như là tất cả chúng ta, Dũng xin nói một cái lời gửi đến là chúng ta hãy coi đây là rút kinh nghiệm cho bài học, để giúp bản thân mình, giúp gia đình. Và trong tương lai mình cũng không biết, người ta nói là 30 chưa gọi là Tết, 70 chưa gọi là lành, nhân vô thập toàn. Chúng ta chớ vội ném đá hoặc là lên án, kết án hoặc chùi dập người ta. Đây là một cái bài học chung hết cho mọi người, và Dũng hy vọng là mọi người rút kinh nghiệm ra từ ở trong cái sự kiện này, là một cái sự kiện lớn, nó mang cái tầm cỡ, nó thu hút được người trong nước và ở hải ngoại. Vì đây là không phải cái chuyện này nó xảy ra thường lắm, ở Việt Nam nó thường hơn, nhưng mà thật sự là nó được đưa lên bề nổi vì có người nổi tiếng dính líu vào. Nhưng Dũng hy vọng đó là một cái hồi trống, nó đánh lên, nó vang lên cái tiếng để cho chúng ta thức tỉnh, để chúng ta nhìn thấy cái nó là một cái vấn nạn của xã hội, của Mỹ và luôn cả ở Việt Nam. Cho nên đừng nhìn nó là một cái sự kiện riêng biệt cá nhân, mà hãy dùng nhìn nó ở một cái vấn nạn của xã hội để cho chúng ta canh chỉnh lại, bảo vệ con em chúng ta và bảo vệ gia đình và đời sống chúng ta. Thì Dũng nghĩ cái bài học đó nếu mà chúng ta làm được thì đây là một cái bài học rất là tốt. Một cái sự kiện mà xảy ra như thế này nó là một cái điều tốt chứ không phải là điều xấu. Thưa anh có đề cập tới cái chuyện mà sau khi mà Minh Béo đã thọ án 18 tháng hoặc là được giảm rồi đó, thì sẽ liên quan cái vấn đề sở di trú sẽ trục xuất. Có khi nào sở di trú giữ lại tiếp tục ở tù nữa như là những cái trường hợp mà chúng tôi đã nghe trước đây hay không, thưa anh? Không, Mỹ nó có cái luật là nó gọi là double jeopardy. Anh không thể nào mà người ta đã thỏa thuận, tòa đã chấp nhận 18 tháng mà anh lại kêu án tù người ta nữa. Hai bên coi như là đã xong rồi, có nghĩa là mức tối đa là 18 tháng. Cái ngày 16 tới tháng 12 này thì ông Chánh Biện Lý sẽ nói rằng tôi chấp nhận cái điều của bên công tố viên đưa qua là bên District Attorney, và tôi sẽ xử phạt là 18 tháng. Và cái mức 18 tháng đó trừ 9 tháng mà Minh Béo đã ở thì còn là 9 tháng. Thì 9 tháng còn lại ăn thua là cái hạnh kiểm. Thí dụ có thể là hạnh kiểm tốt, hoặc là mình là một tù nhân tiêu biểu thì mình sẽ được giảm nữa. Còn cái vấn đề mà sau cái hạn đó rồi thì mình không có lý do nào để giữ người ta lại, ngoài ra là lúc đó họ truy tố mình những cái tội khác. Còn những cái tội trạng, ba cái tội trạng này mà đã hôm nay đã nhận hai, cái tội trạng thứ ba đã được hai bên thương lượng đồng ý bác bỏ, bãi bỏ đi, thì không thể nào mình, nó gọi là double jeopardy, mình không thể nào lại đưa vào những cái tội đó nữa. Mà thí dụ mà lúc đó sở di trú khám phá ra những cái tội khác hay vân vân gì đề đó thì nó khác. Cho nên thành ra những chuyện gì nào mà anh Khanh nghe hoặc là ai nói là chỉ là suy diễn, đón mò thôi. Nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì hết cái án tù thì là theo luật của sở di trú, thì là giống như ông cũng có nói ở trong đó, mới nãy anh coi thâu băng ông nói, thì ông chánh án, ông Derek Johnson, ông cũng nói là nếu bạn không phải là công dân của Hoa Kỳ thì bạn sẽ bị face deportation, là bạn sẽ bị trục xuất. Điều đó xảy ra với người Mỹ gốc Latin cũng rất là nhiều, người Mỹ Tây Cơ ở đây, cho nên không phải là trường hợp của Minh Béo không. Cho nên đừng đón là già đón ngon, chỉ đơn đón non. Bây giờ đơn giản là 18 tháng tù, tới ngày đó là đã ở được 9 tháng, và còn 9 tháng còn lại nếu hạnh kiểm tốt sẽ có được giảm nữa. Và sau đó thì sở di trú, hồ sơ sẽ đưa qua cho sở di trú, tại vì mình không phải là công dân ở đây mà mình cũng không phải là thường trú dân, thì hồ sơ đưa cho sở di trú thì họ sẽ chấp cái vấn đề đó, là họ có thể trục xuất mình trong ngay trong lúc đó. Có thể là từ nhà tù là bên sở di trú họ có xe họ đón mình luôn, họ không cho mình bước xuống đất của Mỹ nữa. Là mình đi, nó là đưa người cửa trước rước người cửa sau, là có xe họ đón mình, có thể là họ áp tải mình ra thẳng phi trường luôn, có thể trục xuất về Việt Nam, là họ tạm giữ mình kể có chuyến bay rồi vân vân để họ đưa mình, thì cái đó là cái chuyện có thể khả thi. Và mới nãy có một phóng viên cũng có hỏi phó công tố, hỏi là có thể nào mà Minh Béo xin để ở lại tị nạn, hoặc là seek asylum là chính trị. Cái trường hợp này nó không dính líu, hai cái không liên quan gì với nhau hết. Cho nên thành ra mới nãy Dũng cũng có giải thích lại cho người phó biện lý.
tại vì câu hỏi đó của phóng viên làm cho anh cảm thấy bỡ ngỡ, ủa tại sao giờ nó đi qua bên vấn đề asylum là vấn đề mà tị nạn rồi này kia nữa, cho nên thành ra Dũng có đứng chính lại là tại vì có nhiều cái dư luận bên ngoài đưa ra nó không đúng, thì Dũng mới nói đây là một cái sự kiện rất là lớn để cho chúng ta cọ sát và học hỏi. Đừng, nếu mà chúng ta mở mang ly nước của chúng ta nó vơi á, chúng ta có nhiều chỗ để chúng ta chứa những cái điều mới. Còn chúng ta cảm thấy chúng ta biết hết rồi, chúng ta đến với một cái sự kiện này thì chúng ta sẽ đứng đó phán xét chỉ tay, chúng ta phán nhiều hơn là chúng ta học. Ở trong đây bài học Dũng ở Mỹ 35 năm rồi, nhưng mà trong cái sự kiện này Dũng học rất là nhiều để giúp cho bản thân Dũng và giúp cho những bạn bè của Dũng. Thì sau phiên tòa thì chúng tôi có dịp gặp lại luật sư Sơn thuộc đoàn luật sư ở Hà Nội, đúng không ạ? Anh, thưa anh có thể cho biết là cái cảm nhận của anh sau phiên tòa này như thế nào? Thưa anh Phạm Khanh và đài Sài Gòn, Little Sài Gòn, tôi vừa tham dự phiên tòa của sử nghệ sĩ Hài Minh Béo. Phiên tòa diễn ra trong vòng 30 phút. Sau khi thẩm phán tiến hành các thủ tục thì bắt đầu đến phần luận tội, thì coi như là nghệ sĩ Minh Béo đã chấp nhận vâng tất cả những cái yêu cầu của công tố, và thẩm phán đã hỏi rất kỹ và Minh Béo chấp nhận. Vì vậy nghệ sĩ Minh Béo đã nhận hai tội, trong đó là và mức án là 18 tháng tù. Như vậy đến ngày 16 tháng 12 năm 2016 tòa sẽ tuyên án. Nhưng mà theo lời giải thích của, theo lời phân tích của ngài thẩm phán, thì có thể là sẽ chấp nhận cái thương lượng của công tố và tức là biện lý và luật sư bà Miyamoto về mức án 18 tháng tù. Và nếu với mức án 18 tháng tù thì nghệ sĩ Minh Béo sẽ, hiện nay đã bị bắt ngày 25 tháng 3 năm 2016, theo ngày Việt Nam thì hiện nay đã được hơn 4 tháng. Và nghệ sĩ Minh Béo đến ngày 16 tháng 12 thì là không chấp hành được gần một nửa mức hình phạt, và bị cáo gọn và Minh Béo phải tiếp tục chấp hành thêm một số tháng nữa thì hết hạn. Nhưng trong quá trình, tôi nghĩ rằng trong pháp luật Hoa Kỳ và pháp luật Việt Nam thì nếu mà một phạm nhân sau khi bị kết án tù chấp hành mức án từ 2/3 hoặc trên 1/2 thì có thể được xem xét giảm án. Và đây cũng là một tín hiệu mừng cho nghệ sĩ Minh Béo là được mức án tuy là nghiêm khắc nhưng mà cũng đủ răn đe và cũng có tính nhân đạo để tạo điều kiện cho Minh Béo sớm cải tạo và trở về với cộng đồng, đóng góp cho nghệ thuật. Thưa anh, theo cái mô tả của anh thì Minh Béo tại tòa ngày hôm nay thì phải nói là cái thái độ và cũng như là những cái cử chỉ nó như thế nào, và đặc biệt là khi mà nghe bên công tố và cũng như là bên luật sư thương lượng cái mức án 18 tháng tù thì Minh Béo cảm thấy thế nào, thưa anh? Cảm nhận Minh Béo thế nào? Thưa anh Phạm Khanh, là tại phiên tòa thì diễn ra là sau khi thẩm phán thẩm vấn và công bố những cái tài liệu đối với phạm tội của nghệ sĩ Minh Béo thì Minh Béo chấp nhận và nhất những cái ý kiến của quý tòa, của thẩm phán, vị thẩm phán đưa ra, đồng thời là cũng nhanh chóng nhận tội. Và cũng trên cơ sở đó thì với tôi cho đây là cái kết quả thương lượng rất tốt giữa luật sư của Minh Béo và phía công tố. Nên một cái câu hỏi mà muốn hỏi anh Dũng nữa đó là, thưa anh, đối với những cái tội phạm mà liên quan về vấn đề tình dục đó thì sau khi mãn hạn tù ra thì đi ở bất cứ nơi nào, đến nơi nào cũng phải báo cáo với chính quyền địa phương. Vậy trong trường hợp của Minh Béo là sau khi bị trục xuất về Việt Nam, cơ hội Minh Béo quay trở lại Mỹ như thế nào? Mà nếu mà quay trở Mỹ lại được, có phải là báo cáo đi đến đâu cũng phải báo cáo là mình đã từng phạm tội tình dục như là những người công dân Mỹ hay là không, thưa anh? Câu hỏi của anh nói là dĩ nhiên là những tội phạm ở tại Mỹ là thường trú dân ở đây, hoặc là những người mà công dân ở đây mà sinh đẻ ở đây, thì sau khi họ tù ra thì một trong những cái luật của Mỹ rất là khó, đó là anh không được đi trong vòng 300 feet cách trẻ em. Có nghĩa là khu vực công viên, khu vực trường học, nhà thờ, chỗ nào có trẻ em trong vòng 300 feet anh không được đến gần. Anh ở khu vực nào anh phải đăng ký cho những người phụ huynh trong khu vực đó biết là có một người tội phạm về lạm dụng tình dục trẻ em.
Nếu mà trong khu vực anh ở mà có đủ số nhà phụ huynh ký tên không đồng ý anh ở thì anh phải dời đi nơi khác. Cho nên cái khổ của những người mà về cái tội phạm này ở bên Mỹ đó là họ phải chuyển dời cái khu của họ ở hoài. Và họ không ở gần được những cái nơi mà họ muốn. Có nhiều khi họ phải xa lánh những cái nơi cái cộng đồng lớn đó, là người ta mới nói là mình, họ biến mình trở thành phó thường dân. Mình không còn được cái quyền công dân của một người bình thường nữa, dù cho mình mãn tù. Cho nên đó là một cái đau khổ của cái tội này. Tại vì ở Mỹ này họ bảo vệ trẻ em, người già và phụ nữ, họ đưa lên hàng đầu. Dĩ nhiên luật pháp nó rất là gay gắt, nhưng luật pháp càng gay gắt hơn khi chúng ta phạm tới người già, phụ nữ và trẻ em. Cho nên nó trở thành một cái điều mà xã hội và tất cả mọi người họ không có hoan nghênh khi mình vi phạm điều này. Thì Dũng, cho nên thành ra Dũng mới nói Dũng cầu nguyện là để cho Minh Béo ở trong tù gặp được những người mà chia sẻ và những người mà tốt ở bên cạnh mình để giúp anh vượt qua cái thời gian này. Con người sẽ sai lầm, mình nhận được cái sai lầm, mình nhìn nhận cái sai lầm để mình sửa là cái điều rất quan nghênh, chứ không có gì xấu cả. Dũng đã nói rồi, Dũng nhớ có một câu Đức Phật nói là mình đừng có ôm thù hận trong người mình. Khi anh ôm thù hận trong người anh, chẳng không khác gì là anh uống thuốc độc mà anh lại trông cho người ta chết, phải không ạ? Tại vì anh chính là người ôm thù hận thì anh sẽ tăng sông máu, anh sẽ bị bực mình anh này kia, thì cái người chết sớm là anh chứ không phải là người đối phương. Cho nên thành ra mình mới nói hãy buông đi để cho nó nhẹ. Nhưng mà cái điều đó là lý thuyết, nói rất dễ, nhưng mà mình là người phàm, mình muốn làm nó là một cái thời gian, người ta nói giữa lý thuyết và thực hành nó là một cái đoạn đường, là nó gọi là tu. Có nhiều người tu cả kiếp, có người những thầy chủ trì vẫn phải tu để được. Thì Dũng đang cố gắng mỗi ngày để Dũng buông đi để cho nó nhẹ. Và Dũng cũng hy vọng quý vị xem cái phần này ngày hôm nay, cái vấn đề của Minh Béo, để một phần nào quý vị nhìn lại và coi như chúng ta buông đi, chúng ta học một bài học này. Và không biết được người ta nói mà, phải không ạ? Một câu nữa Dũng đã nói là 30 chưa gọi là Tết, 70 chưa gọi là lành, và nhân vô thập toàn. Cho nên hãy buông hết và hãy cầu nguyện cho nhau, cho những chúng ta có một đời sống nhẹ nhàng và an lành. Thì vì thế đó là anh Dũng Trailer sau phiên tòa xử vụ án Minh Béo ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8 tại thành phố Westminster, và kết quả sau cùng giữa hai bên thương lượng luật sư và cũng như là công tố viên, đó là Minh Béo có thể chịu mức án là 18 tháng tù. Và phiên tòa kế tiếp sẽ được diễn ra vào ngày 16 tháng 12 2016. Chúng tôi sẽ cập nhật và gửi đến quý vị trong những chương trình kế tiếp.